chúc lâm kỳ hoàn tinh xa. Đến nơi đâu pháp xá chùa giàu, chung ý nghĩa pháp màu dạng chiêu. Ánh siêu nhiên độ thoát nẻo vô thường. Hôm nay chúng con từ mọi miền thế giới đã về đây dưới ánh hào quang quang đức. Lửa tôn thương thế gian sân si bạo lực, không đốt cháy đường quả tim vô ý vì tha. Từ cõi vô minh nhìn về chúng sinh lầm lỗi còn địa ngục trần gian, lửa quang đức vẫn còn soi. Dù chín cõi tam thiên hay muôn nghìn vực sâu tâm tối, ánh hào quang vô lượng vẫn soi vơi. Từ chốn nay đừng thành tâm Bồ Tát, ánh vàng kim chư Phật xua tâm tối soi đường. Đất ta đứng xưa cỏ dài mọc tràn khắp lối, giờ vừa nay lâm tí đi Phật địa linh thiêng. Chánh pháp là xa sáng soi mười phương, xóa hết biên cương đèn trắng đỏ vàng. Ván nẻo trôi lăn từ vô lượng kiếp, đã qua rồi không còn nỗi tiếc. Chỉ còn đây ánh hào quang quang đức, đưa chúng sinh vào cực lạc chân thương. Melbourne là thành phố của bang Victoria tại Úc Châu. Nơi này được biết tới là nhờ trong thập niên 50, người ta đã có tổ chức một lễ thế vận hội lớn và rất thành công. Melbourne là một thủ đô kinh tế, thương mại và chăn nuôi trồng trọt rất thịnh vượng. Người Việt tị nạn tại châu Úc đã có một số lớn rất thành công. Và đây là những sinh hoạt của khu phố như chợ, gian hàng bán thực phẩm. Và đây là một gian hàng chuyển tiền. Không gian buồn thênh, tâm tư chỉ
tại Melbourne, thành phố rất đẹp. Có ngôi chùa được xây dựng rất trang nghiêm, thanh tịnh. Đó là chùa do thầy Tâm Phương trụ trì đã xây dựng với một số tịnh tài của Phật tử khắp nơi cúng dường để xây dựng công trình này. Sinh hoạt ở chùa rất là tốt đẹp và là nơi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh cho tất cả mọi người, mọi giới tại Melbourne. Đây là tu viện Quảng Đức. Sở dĩ có tên này là lấy tên pháp danh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, người đã hiến thân cho đạo pháp, đã tự thiêu để là trái tim bất diệt, là một tấm gương sáng cho tất cả tăng ni Phật tử nương theo. Trung tâm Quảng Đức là một trung tâm văn hóa và hoạt động Phật sự của người Việt Úc Châu tại hải ngoại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cho Tông Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần. Quý vị đang xem cảnh của tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Châu. Đây là ngôi chùa Phật giáo duy nhất trong thành phố Moreland. Ngôi chùa này được Thượng tọa Viện chủ Thích Tâm Phương thành lập từ năm 1990. Đến nay là hơn 13 năm rồi. Thì đây là một cái ngôi trường học của địa phương này. Thì từ năm 1997 đó, thì Thượng tọa Tâm Phương đã dời từ cái chùa cũ ở vùng Rất Mây Đồ về đây, và đến năm 2001 thì bắt đầu đặt viên đá đầu tiên để xây dựng cái chánh điện. Như quý vị đã thấy thì xây dựng trong 3 năm, thì tới năm 2003 thì chánh điện thờ Phật đã hoàn thành và làm lễ khánh thành vào ngày 10, 11, 12 tháng 10, 2003. Thì quý vị thấy là toàn trong khuôn viên của tu viện Quảng Đức thì có đầy đủ các cái Phật tích được tôn tạo lại, như là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, Lộc Giả Uyển, nơi Đức Phật diệu pháp luân. Ngoài ra thì còn có những cái tôn tượng như là tượng Thích Ca thành đạo Lộ Thiên, tượng Phật A Di Đà Lộ Thiên, tượng Di Lặc Tôn Phật Lộ Thiên. Cao xin thương,
tọa trụ trì Thế Tâm Phương cũng như là quý tăng ni, quý Phật tử tại địa phương đã cố gắng tôn tạo cái cảnh trí Già Lam. Ở đây là đã xây dựng trong cái khả năng khiêm tốn của mình, như là tứ đồng tâm, vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật dựng luôn, và các Phật đài lộ thiên như là Quan Âm lộ thiên, Di Đà lộ thiên, Di Lặc lộ thiên, Thích Ca thành đạo lộ thiên, và tượng Phật nhập niết bàn lộ thiên. Và trước đó thì cũng đã xây dựng hoàn chỉnh cái cổng tam quan phía trước, cũng như là cái hàng rào dài 90 mét, để tạo nên một cái cảnh trí Già Lam từ cái ngôi trường học cũ được tôn tạo từ năm 1997. Về sinh hoạt thì chùa của chúng tôi sinh hoạt vào cuối tuần từ thứ bảy cho tới chủ nhật, bởi vì ở cái số ít này ai cũng bận rộn, cho nên là mình chỉ sinh hoạt vào 2 ngày cuối tuần. Có trường Bồ Đề Việt Ngữ, có gia đình Phật tử, và từ 10 giờ rưỡi cho tới 2 giờ chiều thì có những cái sinh hoạt như là lễ cầu an, cầu siêu và thuyết pháp hàng tuần. Mỗi tháng thì có tu bác quan trai, sám hối và tụng giới để cho Phật tử địa phương có cái cơ hội để mà về tu học. Ngoài ra thì về vấn đề hoàn pháp thì như quý đồng tu Phật tử Sài Gòn biết thì tu viện đã thành lập trang nhà Quảng Đức từ năm 1999 để phổ biến giáo lý cho quý Phật tử khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những Phật tử không có ở gần chùa thì có cái phương tiện để vào trang nhà Quảng Đức .com để mà đọc kinh sách cũng như là nghe những cái bài giảng được post vào trang nhà này. Thì có đôi lời như vậy thì chúng tôi kính chúc chư tôn đức tăng ni Phật tử xa gần một mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2551 vô lượng an khang và sở cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
đầy ước mơ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người vỡ tâm hồn đầy buồn thương, van ngàn phúc cho trần gian. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai Sáng Tô Tạng Sĩ Tuệ Diệu Hùng Nghiêm Nhân Thiên Pháp Thượng Trụ Thế Cố Ngã Quy Y. Đại Bi Đại Bi Vừa Vô Độ Ưu Quân Sáng Tinh Thà Nhiều Màu Thông Sanh Thị Hạng Lương Quốc Hạ Kiếm Tình Pháp Nghiệp. Thương Như Cầm Lễ Tổ Nghiêm Công Chư Chúng Sanh Đồng Sanh An Lạc Quốc. Như Lâm Lạnh Lễ Bồ Tát 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 Bồ Tát
Kim về sơ chương cung bạch Phật tiền di nguyện hào tướng quang trung phu thì minh chứng. A la giao chu bằng khai giải thoát chi môn tịnh độ đạo sư tiếp dần vàng sanh chi lộ hương trần tố con bái đặt liên đài sơ. Bye.
chào, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo Thường Trụ trong mười phương. Nguyện đem thường được quý chư tôn đức tăng ni
nơi. Khi năm qua đã đúc thì đều có lại đây thăm viếng. Lễ đài tu viện Quảng Đức là một cơ sở nổi tiếng và có đầy đủ tiện nghi hơn, cho nên là quý chư tôn đức tăng ni khắp các mọi nơi, các quốc gia đều về đây thường có hoàn pháp giảng giải. Và ở đây quý vị thấy là kinh sách văn pháp đầy đủ hơn, cho nên những vị Phật tử ở đây cũng là được nhiều duyên đa phước lắm đó. Thì quý Phật tử nghe pháp cũng thường xuyên nhiều lắm rồi, cũng rất là thuần thành quán đạo lắm. Mà hôm nay có cái dịp là tổ chức cái buổi tiệc chay để gây quỹ giúp duyên cho cái sự rủi ro ở Việt Nam, Bắc Cần Thơ, Vĩnh Long, thì cũng cái con sông đó từ xưa nay bao nhiêu thế hệ rồi mà không thể làm sao được cơ duyên để xây cất một cái cầu đi lại cho thuận tiện. Vì vậy cho nên hôm nay được xây cất thì rất mừng trong thời gian bắt đầu khởi công, nhưng mà rủi ro chuyện nó không thể tưởng tượng được ai được cái sự rủi mà thành ra là sẵn đầu chết nhiều quá, chết thấy rất là thương tâm. Chính tôi xem coi trong TV đó thì tôi thấy tôi cũng cảm động đầu, sao biết già lớn tuổi nó có bệnh gì, thấy cái chuyện gì mà xúc động là nó cảm động nó không được, khóc hoài. Tôi thấy không biết làm sao mà mình giúp cho chuyện đó được, mà cái sự tổ chức tôi đi dọn nước Úc và đi Ấn Độ là tổ chức cũng 4-5 tháng nay rồi, thành ra cái chuyện đi là phải đi chứ không thể mà tạm ngừng được, bởi vì tất cả mọi việc thì cũng đã lo hết rồi. Thì tôi thấy thương tâm quá, rồi Phật tử kêu thân mà tôi vừa nói mà còn nhớ máu lên, đã làm sao mà chuyện gì mà tôi khóc. Tôi nó thấy người ta khổ quá mà mình giúp không được, mà đau muốn tự tâm, cho nên không biết cách nào mà giúp được. Nếu mà ai phát tâm mà cho tôi mượn đỡ số tiền để tôi giúp rồi thì đã an tâm tôi, thì tôi có thể học được. Nói vậy các bạn người Phật tử có tội giúp tôi đâu đó được luôn. Nếu mà tôi cần bao nhiêu con có thể mượn tạm cho hòa thượng được, thì ít nhất tối thiểu cũng phải 10,000, chứ còn người ta khổ nhiều quá, chết chóc nhiều quá thì tích đức không thấm vào đâu. Đó là theo tâm nguyện của tôi cũng vậy đó. Cái Phật tử nó được để con sẵn sàng. Con Phật tử là Pháp Danh là Diệu Hải, con của loài Du Hồng ở tại Sao Rây, cái đó được để con sẵn lòng con mượn chú Hòa Thượng. Tôi đã chắc của con mà chắc thì con mượn đi, tại vì sẵn sàng. Cái Phật tử hoàn thành hứa thì hãy bắt đầu thì tổ chức liền một kỳ đi mượn cái số tiền đó mượn trước, rồi có một đứa đưa lên sau mượn chỗ khác. Cái em gửi liền có một vị tự hòa ở thành phố Sài Gòn á, để gì đó giúp đỡ, gì đó cũng đáng tin cậy đâu, nói tên thì được nhớ. Xong gửi liền gặp bác trong vòng vài tiếng đồng hồ cho yên tâm, rồi gửi được cái thông tin đó không có lo ngại nữa. Định nghe nói thì dường như số người tai nạn đó là khoảng 150 người, thì do mỗi một người hoặc một triệu tiền Việt Nam á thôi ra, còn như 20 triệu thì có thể chia ra cho mỗi một người mà gia đình bị nhẹ đó thì 500,000. Mà tôi kêu tôi nói phần xong rồi là bắt đầu tôi chuẩn bị để mà đi qua đây liền, thì tôi thấy đó là một chuyện mình an tâm. Thì hôm nay tôi qua đây là được thấy thượng tọa Tam Phương đã bằng công việc Phật sự đi rồi, đi cũng đi lo cứu trợ đó, còn thượng tọa Phó Diệm chủ là thượng tọa Nguyên Tạng này cũng đang phát tâm để vận động số tiền để có mà hỗ trợ những việc đó, thì tôi thấy tôi rất quan trọng lắm, cho nên thấy cái cơ như vậy đó thì nhân tiện hôm nay tôi có lời cũng khuyến khích cùng toàn thể quý đồng hương Phật tử. Quý chư tôn đức tăng ni tu được lòng từ bi thương ở đời mọi thế cũng cứu tế cứu độ chúng sinh, nhưng mà thật sự ra người tu đâu có làm được có tiền, thì mọi phật sự gì cũng vậy, cũng do nhờ Phật tử cũng nhắc đến mình để tìm hiểu cái cuộc đời tôi cùng chung góp sức để tạo nên có một cái chỗ để mà
làm những việc tốt ích để gieo tạo phúc duyên kết quả công đức. Thì trước khi mà thuyết giảng tôi cũng phải là lời tiên kính cầu toàn thể quý vị nguyện, nên tùy khả năng của mình, sự thật ra thì chuyện gì cũng vậy, mình phát tâm chứ còn không ai ép buộc được. Nhưng mà quý Phật tử cũng nên góp phần công đức rất nhiều chúng lo để hỗ trợ cho cái chuyến đi cứu trợ của thượng tọa Tam Phương Thành Tựu Viên Mãn, đó là một công đức thù thắng của toàn thể Phật tử. Không những mình ở nơi đây mà theo tôi được biết đó, theo truyền hình phát thanh báo chí khắp nơi, thì khắp nơi ai người Việt Nam nghe cũng đồng lòng thương xót. Không những người Việt Nam mình mà người Trung Quốc cũng vậy, khi mà người máu chảy thì ruột mềm. Cái hoàn cảnh rủi ro tai nạn đó thì ai cũng thương tâm, cho nên cũng nhờ nhiều người giúp đỡ cho thiệt ra một đôi chỗ giúp cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng mà tích thiệu từ thành đa. Nhờ cái sự giúp nhiều người, mỗi người một phần công đức để hỗ trợ an ủi cho gia đình những người thân nhân, những người tự thương khổ sở đó. Việt Nam mình đã nghèo khổ rồi mà gặp cái tai nạn quá đó, thì sự thật ra ai cũng thương tâm cả. Thiên tai địa ách bạo lụt nhà cháy giống như bão tố nhân dân, bất cứ cái tai nạn quá nào thì mặc dù chúng ta đi qua cái sự lãng quên người, thật ra nó dư thì cũng không làm sao mà dư, nhưng mà phải nhịn ăn nhịn mặc, nhịn bớt tiêu xài để góp phần công đức hồi giúp đỡ chủ hương mình những cảnh thương tâm đó. Thì tôi biết rằng quý Phật tử về đây hôm nay cũng không mang mục đích là để hỗ trợ cho cái buổi cứu chai này, em để được một số thành tài để hỗ trợ cho đồng hương chúng ta ở Việt Nam vừa trải qua cái chuyện rủi ro cầu sập bị thương vong số người đáng kể. Thì tôi cũng xin nguyện cầu trên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát ban phước lành cho toàn thể quý chư được nguyện phát tâm góp phần công đức này tròn đầy hòa phúc do sở tâm nguyện. Nguyện cầu ông trên tham bảo chứng minh xin tán thưởng quý Phật tử một tràng pháo tay công đức. Ở đây quý Phật tử nghe cũng khá nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nghe thêm những lời khuyến tấn nhắc nhở để quý Phật tử cố gắng thêm hơn. Vì sự tu học thì cần phải nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đánh hai siêu mình, nhờ nghe được câu kinh tiếng kệ lời pháp đã lành để mình càng tinh tiến thêm hơn trên bước đường tu học. Để đáp lại tấm lòng thành tình cao quý của toàn thể đại chúng, thì tôi xin đặt đề tài hôm nay là đạo Phật là đạo từ bi, ban vui cứu khổ cho chúng sinh vạn loài. Ý nghĩa là như vậy: đạo Phật, đạo là con đường của Đức Phật ngài đã chỉ ra, và ngài tu hành thành đạt được vô thượng cái đẳng chánh giác. Thì ngài cũng vì lòng từ bi cũng đời bản thế muốn cứu vãn cứu độ chúng sinh, cho nên ngài mới thị hiện ra đời. Mà thị hiện ra đời trong thời kỳ đó thì ở Ấn Độ nó cũng nhìn đạo lòng, nói về theo sử thì nó tới 364 đạo lần. Nhưng mà tại sao Đức Phật còn thể hiện ra đời nữa? Là bởi vì đạo thì nhiều thứ, nhưng mà con đường đưa chúng sinh đến chỗ giải thoát của cánh hoàn toàn chính đắc nước bàn vô sinh bất diệt thật là không có. Có đạo thánh, đạo tiên, đạo trời, đạo người, hay là nhiều thứ đạo, đạo con đường thì nhiều con đường lắm, nhưng con đường đưa người đến chỗ hưởng được hạnh phúc, được tiền bạc vật chất, được dư ăn thừa đề, được đời sống thoải mái thì cũng là tốt vậy, nhưng mà không đưa đến chỗ giải thoát chính đắc nước bàn vô sinh bất diệt. Vì vậy cho nên Đức Phật có thể hiện ra đời để chỉ con đường là con đường giải thoát cứu cánh, con đường gọi là Phật giáo hay đạo Phật. Nhớ năm 1960 tại thủ đô Sài Gòn đang đại lễ, thì tôi cũng cảm hứng và viết một bài thơ tán dương ca ngợi cầu thành Đức Phật như vậy: ơ Phật lớn lao chẳng nghi lường, cũng vì bà thể lòng thương, xả thân tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng Phật đơn phương, vợ đẹp con yêu đành gác lại, cha nhà cũng lỗi tình thương, nguyện tu đắc quả tròn có nguyện, cứu độ quần sanh khỏi lạc đường. Sao lạc đường? Lạc đường là lạc nhiều con đường, trăm ngàn muôn kiểu con đường, nhưng con đường nó không đưa đến chỗ cứu cánh nước bàn vô sinh bất diệt. Nên Đức Phật ngài mà mở ra một con đường nữa là đường Phật đạo,
thường sáu đường lục đạo đó, gọi là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, a tu la đạo, nhân đạo và thiên đạo, tức là từ đạo trời đầu tiên á trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là vẫn còn luân hồi sinh tử cho bắt đầu sẽ chuyển nghiệp. Còn đạo Phật đó, là đạo cứu cánh, đưa con người đến chỗ giải thoát hoàn toàn, tích đặt nước bàn vô sinh bất diệt. Cho nên vì lạc sáu con đường nó mà khổ thì Đức Phật ngày đầu tiên hiện ra để chỉ con đường cứu cánh là con đường giải thoát hoàn toàn. Thì đạo Phật là đạo ban dung cứu khổ, bởi vì chúng sinh trong cõi đời ta bà hữu trục này là khổ, nhiều khổ lắm, nào là sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, là bốn khổ lớn gọi là sanh lão bệnh tử. Rồi thêm khổ bốn cái khổ nữa là cầu muốn chẳng hạn khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ngủ quẩn sinh thành khổ, là tám cái khổ. Không những tám cái khổ đâu mà khổ ở đời thì vô cùng vô tận, cho nên gọi là bể khổ. Bể là biển, là cái khổ nhiều nước biển vậy. Hãy nói cách khác, từ vô vị đến nay chúng sinh khổ mà nước mắt đậu là tràn kề dột chung không lại, thì có thể cũng nhiều nhiều như nước biển vậy đó. Cho nên ta bà là bể khổ. Ta bà là cảnh tham nhận, là ở trong cõi ngũ trược ác thế này thì cái khổ sở hạng bậc nào cũng khổ, tùy theo hoàn cảnh mỗi lúc của mỗi cá nhân. Kẻ thì khổ thân, người khổ tâm, kẻ khổ trí, người khổ thiết vật chất, kẻ khổ thiết tinh thần, trăm muôn ngàn kiểu kiểu sự khổ sở dồn nhập. Cho nên cái nỗi khổ đó thì Đức Phật ngày đã thể hiện ra đời để tìm phương giải khổ cho chúng sinh. Mà giải khổ chúng sinh là phải làm sao mà ban vui, làm sao chúng sinh đem được sự được an lạc. Mà an lạc thì không có khổ sở, còn khi khổ sở thì không được an lạc. Cho nên này mới chỉ có đường, con đường chánh đạo là bát chánh đạo, tám đường con đường chánh là đưa chúng sinh đi theo con đường đó, là từ chánh kiến đi đến chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là tám con đường được gọi là chánh đạo. Còn chúng sinh vẫn mãi mãi chạy theo bánh xe lăn chuyển nghiệp là tám con đường tà đạo. Nó đi nghịch lại với tám con đường chánh đạo, từ tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Cái tà là gì? Là ác quý, là sai trái, là tội lỗi, là tâm đức. Tám con đường tà này đưa chúng sinh đến khổ sở vô cùng tận. Thì Phật ngài mới dạy chỉ ra con đường chánh đạo là đi ngược lại, ngược lại là tám con đường tà đạo đó. Nếu mà chúng sinh muốn được thoát cái cảnh đau khổ đó phải theo con đường chánh đạo. Vì khi chánh kiến là đi đến tà định, mà chánh kiến là đi đến chánh định, còn tà kiến là đến tà định. Mà tà kiến là gì? Là từ cái tà kiến, cái sự nhận xét thấy rõ của mình là chạy theo con đường mê tín, tà kiến, xu hướng dị định, dị đoan, ý lại vào thần quyền, ý lại vào ma linh, ý lại vào thần thánh, vào ý lại vào Phật tiên của mẹ. Nếu mình ý lại đó là mình đem giao cái tánh mạng của mình cho yêu ma tà quái thần quỷ, cho những phần tha lực mà mình không tự lực để tiến tu giải thoát. Vì đạo Phật không phải ý lại thần quyền, đạo Phật là tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, cho đến khi nào công viên qua mạng. Mặc dù đức tin cũng phải có, đó là trợ lực cho kẻ còn sơ cơ. Còn người bậc trình độ thượng đẳng, thượng trí, thượng căn thì không bao giờ ý lại vào ai hết. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng tự mỗi người thật thật đút lên mà đi. Nếu như nhân thân mất độ hạ thân độ, mình mà không độ được mình thì đừng mong ai độ mình. Mặc dù tha lực cũng phải có, đó là đức tin, đó là phương tiện thiện xảo. Thiện xảo là gì? Thiện là lành, xảo là dối, là dối lành. Dối lành là phương tiện để dắt dẫn chúng sinh từ chỗ mê đến trở về chỗ giác, từ chỗ khổ trở về chỗ vui, từ phiền não đến bồ đề, từ sinh tử đến niết bàn, từ chúng sanh để trở về Phật tánh. Đó là phương tiện.
phương tiện biển dụ tùy nghi, những bậc sơ cơ, những người còn vô minh ám độ, những người còn sai trái tội lỗi, những kẻ đó cần phải dùng cái phương tiện đó để mình dẫn dụ của đầu tiên. Cái ý thức giác ngộ rồi đó thì phải tự tu tự hành mới tự thành Phật đạo, không bao giờ đi lại nào hết. Nhưng bao nhiêu người ta tu á là bậc sơ cơ, lúc nào cũng nương về Phật Thánh Tiên Hiền Ngọc Hoàng Thượng Đế, các ngài sẽ ban phước cho mình bằng mình cái những lời của các ngài chỉ dạy, thì các ngài sẽ giải quả cho mình. Sự thật đạo Phật không có vậy. Điều tội phước do ta mà có, tự mình làm nên nói cho mình, cũng như bóng loại tùy hình giữ lành hay lẽ công bình thượng răng. Tội phước lành giữ thiện ác trầm thân siêu đoạn được chính do mình hết. Đều tội phước do ta mà có, tự mình hết. Tự mình làm nó nói theo mình làm cái nhân gì thì kết quả này, cũng như bóng loại tùy hình, hình ngay thì bóng thẳng, hình dài thì bóng chinh, nhất thiết là do mình, do phải giỏi. Cho nên gọi là nhất thiết di tâm đạo, giải pháp thì do tâm sanh, nhất tâm sanh giải pháp được tồn tâm quý nhất. Phật cũng do tâm thành, đạo cũng do tâm đắc, đức cũng do tâm tích, và quả cũng do tâm di. Di là làm, tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác địa ngục, tâm năng tác Phật, năng tác chúng sinh. Vậy thành Phật tác tiên, siêu sinh liệu tử, trầm thân tâm đọa, vân vân, điều chính do là cái tâm của mình tạo thành. Đạo Phật là tin tưởng như vậy và thực hành như vậy, nung đúc trao dồi rèn luyện của mình sửa sai như vậy để mình tiến được con đường giác ngộ cứu cánh, chứ không nghĩ lại vào hết. Nếu mà nghĩ lại vào thần quyền thì nó thuộc về mê tín dị đoan. Nhưng mà người sắc cơ thì nó dùng phương tiện để nương nhờ đức tin đó, nhưng mà đức tin không thể đem đến chỗ mình giải thoát được. Cũng như bây giờ mình ăn nhờ các ngài phù hộ cho mình no, làm sao nó được, mình ăn hay là mình học mà mình đi lại là các ngài cho mình học mình thành tài lương danh tốt nghiệp đâu được. Mình tin tưởng là được để trợ duyên cho mình đầy đủ cái nghi lực và cố gắng tiến lên. Chứ thật ra ai ban cho mình được cái hiểu biết, học được gì chứ? Làm mới rồi tiên mới đến, tu mới hành, hành mới đắc, hành mới đắc, hành là làm á, mình làm mới được, chứ không làm sao được. Mình hoàn toàn cũng vậy, mình nhờ các ngài hộ cho mình mạnh, nhưng mà mình nhờ đức tin đó để mình đem nghị lực mà tiến lên. Chứ thật ra mình không để cốt này vươn lên, không uống thuốc men, không điều trị thì làm sao các ngài giúp cho mình được mạnh? Rồi mình nghèo thì mong các ngài hộ cho mình được giàu có khá giả, mà mình không đã không nhập sức, không cần kiệm, không cố gắng chuyên cần thì mong như các ngài mang cho mình được giàu, làm sao giàu được? Thì tôi cũng vậy, muốn đạt được đạo quả cứu cánh niết bàn vô sinh bất diệt mà ý lại vào các ngài ban cho mình, đưa mình đến cái cõi niết bàn, đưa mình đến cái tây phương, đưa mình đến cái Phật bất thiên đường, thì sự thật ra đó là đức tin của người sơ cơ, phải dùng phương tiện đó mà dẫn dụ cho họ. Chứ thiệt ra mình phải đáng mà tu. Đức Phật hồi xưa cũng vậy, ngài phải cố gắng cần tu tịnh luyện, tuy là ngài đã có cái công hạnh tu của nhiều kiếp đời rồi, kiếp đó là kiếp chót của ngài, thì chính được đạo quả Như Lai, niết bàn, vô thượng đại niết bàn. Nhưng mà trước kia ngài đã tu nhiều kiếp đời rồi, thì bây giờ mặc dầu tuy đã tu nhiều kiếp đời rồi, nhưng kiếp chót của ngài cũng phải dài không thể liền. Quý vị xem lịch sử đó, thì ngài phải vào cũng rừng sâu núi thẳm, thịnh luyện công phu, kiếm chúng tôi nhiều lần, mà cô Dương đi Ấn Độ rồi đó, lần nào cũng vậy, không làm sao khỏi tràn đầy nước mắt. Đức Phật bậc hoàng tử con vua giàu sang tổng tỉnh, mà ngày sống cuộc đời dài sành đà sỏi, khổ gắng ta, cố gắng tu hành, dài công khổ luyện, mà khi thành đạo đắc quả rồi đó, thì đáng ra ngày phải nghỉ dưỡng chứ. Nhưng mà ngày lại còn
nhiệt tâm hy sinh trọn đời để phụng sự chúng sinh đạo pháp. Ngài đi đây đó các nơi cùng tổ đại một 49 năm, mà thời xưa thì quý vị là thiếu mọi phương tiện. Ngài đi bộ đầu trần chân không, đội trời đạp đất, sương mà có hiếp, cực khổ chẳng nào. Từ nơi rừng này đến rừng nọ, từ núi đây đến núi kia, từ quốc gia này đến quốc gia khác, khổ sở gian nào, vô cùng vô tận. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn các phái đoàn đi những các thánh tính Đức Phật cũng nhiều lần. Hôm nay quý vị tham lên cái gì? Mình đi đây sướng qua. Từ các quốc gia mà về tới Ấn Độ là hơn nửa quả địa cầu, mà đi bằng thẳng đường cơ. Và Phật tử còn rơm tay, ăn thì ăn nhà hàng, ngủ thì ngủ hộ tem, còn mới làm mấy đó. Tiện nghi đầy đủ, đồ tiêu tiện đồ cũng đầy đủ. Còn đi thì đi xe đưa tới tận nơi, mà Phật tử còn rơm tay. Còn Phật hồi xưa đó, ngày gian đau cực khổ có cả trăm ngàn lần của mình hôm nay. Mà nếu ngày thăng lên thì ngày đâu có đi đây đó thì là lão hoàng pháp. Tại 49 năm thì quý Phật tử thấy cái gương hạnh của Đức Phật mà một bậc hoàng tử á, ngày sống trong cung lụa á, giàu sang tột đỉnh á, tiện nghi đầy đủ á, mà ngài còn phải hy sinh cuộc đời như vậy để vì chúng sinh, vì đạo pháp, để đem tánh đạo từ bi ban vui cứu khổ cho một muôn loài. Còn mình hôm nay á, mình đi viên thăm vậy đó, đầy đủ tiện nghi sung sướng quá, mà sao mình còn rơi thang? Thì cái gương Đức Phật đó để yên để mình nói theo, gương treo thì để soi hình, việc xưa thì để cho mình biết nay. Một bậc hoàng tử như vậy đã làm gương như vậy cho mình thì mình lại là thứ dân mà còn có nghĩa gì đâu. Thành ra mình thì đi thăm viếng mà thăm viếng hưởng đầy đủ vật chất sung sướng, không bữa nào đó hết đó. Uống tủ nước lọc chứ. Còn hoặc hồi xưa đi trong rừng mình tự tiếc không? Uống nước suối, nước đục. Nước nhiều khi mà trong rừng nhiều cái con rừng còn sống mà nó nước độc lắm. Mà cực khổ lắm. Dài xanh đạp sỏi, khổ vô cùng vô tận. Mà ngày dân thân 49 năm hành đạo hoàng pháp độ sinh vậy đó. Mình hôm nay đi có dài 50 ngày, mấy ngày mà đầy đủ tiện nghi hết và lên thang thì sao? Thành cái gì tôi nói cái gương Đức Phật đó mà mình phải cố gắng tiến tu. Tu là gì? Là sửa đổi, là trao dồi, là nâng đúc, là rèn luyện từ thân tâm trí tánh đạo hạnh của mình, làm sao trở nên toàn chân chí thiện chí mỹ. Đức Phật ngài đã đạt. Ngài cũng khổ công tịnh luyện, ngồi thiền, nhập định để thảy hết cái tâm trần, lìa đi cái tánh tục, dứt đi cái ý dục, bỏ hết cái tham sân si, phiền não nghiệp chướng, rột rửa tất cả pháp tâm tục tử, lìa xa tất cả sự tham ô tâm nhiễm, ngài mới đạt thành một kết quả. Còn mình thì cứ tấp nập hoài, lòng tham cứ vô đáy, ham muốn vô cùng tận, cái gì cũng ham, ưa mê nhiễm đắm thực. Sai xưa, quyến liên, trí mến, dục vọng, ai nhiệm nhân dân. Vì vậy cho nên mình thác khổ là bởi vì mình còn ám nhiễm nó. Sẽ mê đắm nhiễm nó, cố chấp bỏ thủ nó, đi vật chất này. Cho nên mình khổ. Khổ đó không phải ai bắt buộc mình đâu. Chính tự mình, vì mê sẽ đắm nhiễm mà đặt khổ đi tính mình. Cho nên nó tự mình trói buộc là tự mình làm khổ cho mình chứ sao. Bây giờ tự mình mở ra thì muốn tháo cỡ cũng tự mình tháo cỡ, ai không ai tháo cỡ cho mình được. Cũng như cái tham, cái tham ai biết mình tham đâu. Nhưng mà tại vì tôi tham vô đáy, muốn mãi muốn hoài, muốn không còn thọ, cho nên tôi tham cũng đây thật nguy, giết người mê muội cũng gì lợi danh. Vì mình tham nhiễm cho nên mình khổ. Thì bây giờ mình muốn bớt cái khổ đó là tự mình phải bỏ đi cái tham. Muốn bỏ được cái tham thì mình phải tu nhiều pháp môn lắm để đầy đủ sự sáng suốt minh mẫn, trí tuệ cao thâm. Mình phải giết trừ được hai niệm đó. Chứ thật cũng khó lắm. Nói thì vậy chứ còn
mà dứt cái lòng tham cũng khó lắm không bà con. Người nào mà bỏ được cái tham đó là cao nhiều được cái phật tánh của mình đó. Chứ có ít muốn cho nhiều, nhiều chừng nào càng tốt chừng đấy, mà tham nhỏ thì ăn cắp ăn trộm lừa gạt lừa bếp giật giáo, mà tham lớn thì sẽ ăn cướp, còn tham to bự nữa thì chiến tranh giặc giả cũng vì tham thôi. Mà nói thì vậy chứ bỏ khó lắm. Mà muốn bỏ tham thì làm sao? Thật hành bố thí. Bố thí thì từ tham lam, nhẫn nhục thì từ sân giận, tinh tấn thì từ si mê. Thì bây giờ mình bố thí, bố là hai bố đang sẽ chia sẻ, thí là cho ra, giúp đỡ những người cùng khổ khổ sở gian lao, tật nguyền, mọi người có đau, mồ côi và cùng không có. Mình giúp đỡ người ta để nảy nở cái lòng từ bi ra, thì giúp từ được cái lòng tham của mình. Đã bố thí mà còn tham làm chi? Đã biết cúng dường làm phước tham làm gì? Thành là cho nên bây giờ mình giết tham thì phải cần thực hành bố thí. Nói thì dễ, bố thí cũng khó lắm ạ. Đừng có nói chi, nhiều khi mình giúp cho cha mẹ mình hay con cái mình, anh em mình, bà con thân thương của mình, mà nhiều khi mình còn keo kiếp nữa nghe, mình còn cũng không hết lòng mà để giúp đỡ nữa nghe. Đừng có nói chi là người dân cái lạ. Nhưng mà nếu mình muốn giúp đỡ được vậy đó, phải có cái tâm từ bi, phải có cái sự sáng suốt minh mẫn mình xác định nó. Bởi vì theo lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều là bà con của mình, đều là những người thân thương của mình nhiều kiếp đời, nhưng ai xa lạ. Bởi vì mình phải một kiếp đời này đâu, từ bố thí đến đây mình muôn ngàn triệu kiếp, thì biết đâu những kẻ khổ sở đó, những kẻ cùng đinh đó, những kẻ tật nguyền bệnh hoạn ốm đau đó là bà con của mình nhiều đời kiếp, ông bà cha mẹ nội ngoại cổ tổ của mình, hoặc là con cháu các kiếp của mình, hay là những ân nhân của mình, thí chủ của mình. Cho nên mình có cái tâm khởi mở rộng rãi vậy mình bố thí được, chứ phải dễ đâu ạ. Vì vậy thì là bố thí cũng khó lắm, cúng dường cũng khó lắm. Mình tự nhiên bớt tiêu xài để mình hy sinh đó. Cái người mà có tâm bố thí là hy sinh mà bố thí được, chứ còn phải là dễ đâu. Có những người giàu thiệt giàu, tiền cũng dư thừa, nhưng mà không bố thí được, không muốn kiếm thêm nữa, mà cái này còn chê những người bố thí lập phước lập lành tu nhân tịnh đức nữa. Là của mình mà được, mà mình được ân lộc của trời Phật cho mình mà, đem cho ai chi, giúp đỡ đỡ làm gì? Họ có tài chân như mình thì tự sao họ không lại làm ăn nuôi sống, mà tự mình phải cứ cho. Tâm cực kỳ nhỏ hẹp nó như vậy đó, không phải dễ gì để cho được đâu ạ. Đấy, chẳng những không cho, không làm phước bố thí cũng vừa, mà để ai làm phước làm lành phụ nhân tích đức bố thí cũng vừa thì lại còn chê bai, còn ngạo nghễ, còn chẳng ăn nữa. Đó là cái tâm bọn sẻ. Tâm bọn sẻ đó là tâm keo kiết, cũng như là đời ngã quỷ đó, keo kiết lắm, ích kỷ lắm. Cho nên lúc nào cũng than lên, dầu bao nhiêu cái người cũng than lên này. Thành ra cái việc mà bố thí cúng dường tu nhân tích đức không phải là chuyện dễ đâu. Nếu chúng ta không có căn duyên thiện kiếp, căn tiên tốt Phật, không có tâm từ bi hỷ xả rộng mở bao la quan dung đại độ đại lượng, thì sự thật là không bao giờ làm được chuyện đó. Đừng có nói gì bố thí là lành thôi, mà nhiều khi người ta cũng kẹp cái tích chỉ nữa. Con đường người ta đi lạc rồi, người ta không biết khỏi nhờ mình, thì mình biết thì không thì thôi, bảo kiếm cho người khác. Cái đằng này á, là chỉ dùng con đường mà cũng không chỉ nữa. Hoặc là nhiều kiếp tâm gọi là chỉ hẹp hòi đó, chẳng những không chỉ đường họ đi đúng lối, mà lại còn chỉ đi chặt chơi với người. Cái tâm hẹp hòi vậy đó, cái tâm tích kỷ, cái tâm chúng sinh phạm nhân tục tử như vậy đó. Còn bây giờ mình tu biết đạo đức rồi thì làm chứ gì có lợi người, lợi mình thì làm. Hoặc dầu mặc dầu không lợi mình mà lợi cho người cũng làm. Chứ ác mà tạc chúng thiên của hoàng tự tình tiết thì kêu Phật giáo là lời trong kinh giải đó, các điều dữ không nên làm, các điều ta được giải đều ác quỷ không nên làm. Chứ ác mà tạc, điều ác, điều tội, điều dữ
đều có hại cho người ta, không nên làm điều đó. Con bé nó cũng vậy, chúng thiện của mình là điều gì? Điều lành, điều thiện, điều ích lợi, điều gì thả sát kỹ thì chúng ta cố gắng mà làm, tích tiểu thành ra một hạt dầu đi làm cái lành nhỏ, mà nhiều cái lành nhỏ tích tụ thành cái lành lớn to, thì thành ra ráng cố gắng mà làm điều này. Làm điều lành là như một tích trữ phước báo công đức đạo hạnh vậy đó. Mấy gì mà tu á thì quý vị đừng có tưởng là người tu mà không có phước đức đạo hạnh mà tu được đâu à. Thiếu phước đức cũng có tu đó mà. Mấy người tu đó là công đức đạo hạnh tích lũy nhiều đời kiếp đến mà mới tu được chứ không phải dễ đâu à. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình muốn tu mình phải tích lũy cái phước đức công đức đạo hạnh của mình. Mỗi ngày mình gieo một chút âm chất, một chút phước đức, nhiều phước đức âm chất đó thì mình đặt cái nền, cái nền biết chặt rồi chúng ta mình mới xây cả cái tòa lâu đài dù bao nhiêu tình cũng được. Cho nên tu phước tu huệ là chỗ đó, tu huệ là huệ mạng, tu làm sao cái tâm linh thật tánh của mình được tưởng dưỡng hoàn thành công như quả mạng. Nhưng mà tu phước cũng phải có, nếu không có phước á thì tu huệ không được. Cũng như bây giờ mình cất cái tòa lâu đài mà mình không có nền vững chắc, không có đào móng đóng cơ, quý vị thấy nhiều khi người ta đào đất bỏ, tại sao đất nó đất sập, đất xót, đất bụng, đất sinh, thì cất lên nó lún rồi nó sập, thành ra phải đào đất cũ nó bỏ, đổ đất cứng vô, rồi đóng cơ bê tông cột sạch vững chắc, tùy theo tất bao nhiêu tầng lâu đài. Nếu muốn cất nhiều cái nào thì cái nền càng to lớn, đóng cơ thì chắc, đổ bê tông cột sạch thì vững vàng, rồi từ đó mình mới cất lên bao nhiêu mình vững vàng. Như ở cái cầu mà ở Mỹ Thuận, ở dưới sông Cần Thơ đó, ở dưới Long đó, nó sập rồi, thì cũng nghe nói là bị đất rớt bụng. Việt Nam mình đất phù sa mà làm cái nền nó không vững chắc thì tất nhiên khi mà nó lún thì nó sập đến sao. Cho nên đất cái cầu rất là dài mà rất là cao, cái sức trọng lượng rất là nặng, nhưng mà cái nền nó không vững chắc. Vì là cứ vững chắc thì lún là phải sập. Cho nên bây giờ mình muốn tu huệ để đạt được mục đích giải thoát cứu cánh niết bàn vô sinh bất diệt mà cái phước báo không có làm sao được. Cho nên bây giờ từ đâu thì mình cần tu phước. Tu phước là tu thế nào? Là bố thí, cúng dường, tu nhân, tích đức, bắt cầu bồ độ, ngoại vật phong sanh, thân kinh ấn tâm, giúp đỡ những người tật nguyền, bệnh hoạn, ốm đau, mồ côi, bần cùng không có, làm những công đức từ thiện xã hội, giáo dục văn hóa để giúp đỡ cho mọi người. Vậy chứ cũng là ai đó, bà con thân nhân của mình không à, ông bà ngồi ngoài cố tổ của mình trong muôn kiếp đang đời thì ai sẽ làm. Mình giúp đỡ người ta đó là chính là mình đã đền ơn báo hiếu và đặc biệt của nhiều kiếp đời mình đã thọ hưởng đó. Cho nên những người mà làm được công đức đó không phải là dễ đâu ạ. Nếu tâm còn ích kỷ nhỏ hẹp thì không bao giờ làm được đâu. Vậy thì tóm lại, cái việc làm từ thiện xã hội và công đức để tạo kết phúc duyên gieo một âm chất thì chúng ta làm được cũng nên làm. Và quyết định mọi người cùng chung với chúng ta để mọi người cùng góp sức công đức đó, nhờ phúc đức đó mà sau này chúng ta bước lên con đường tu quay hoàn để giải thoát sự tử luân hồi, chúng ta dễ phần đạt được. Vì thì giờ có hạn, hôm nay tổ chức buổi lễ, một buổi thành đai để gây quỷ, tôi cũng mong mọi toàn thể đại chúng nên phát bồ đề tâm hỗ trợ cho công đức thuộc thân đó được thành tựu viên mãn, hầu giúp ích cho những người chẳng may rủi ro xảy ra tai nạn khỏi đó được hưởng cái phước đức đó. Đây sở dĩ nỗi đau khổ phần nào của thân bạn nguyễn thổ họ, vì cũng người quê hương chúng ta đang gặp cảnh khổ đau, hãy mau chạy ruột mềm. Thì trong lúc này
Nếu làm được việc đó, mong toàn thể đại chúng nên cố gắng lưu tâm, hỗ trợ về công đức thuộc thánh đó. Xin hồi hướng lời nhắc nhở vừa qua, cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật và đại Bồ Tát ban phúc lành cho toàn thể chư liệt vị, lúc nào thân tâm thường lạc, bất kỳ trang nghiêm tâm bồ đề kiên cố, mọi Phật sự viên thành. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một số kinh sách và băng bằng DVD, CD, MP để ở dưới để lạc cho là Phật tử xuống đại thánh kinh băng đó về để nghiên cứu xem nghe tu học. Đó là món quà tinh thần mà chúng tôi đem đến để chuẩn bị bà con được cầu kinh tiến để đỡ thành trở lành trên một đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con kính lễ Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Nhất Nhiên. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý Phật tử có mặt trong buổi tiệc chay ngày hôm nay. Chúng con xin, thầy xin giới thiệu với quý Phật tử hồi nãy không có mặt trên chánh điện, đây là Hòa Thượng Thích Nhất Nhiên. Như là Phật, xin quý vị trong cả hôm nay để chúng con mời được. Và thường Pháp Chủ Thích Nhất Nhiên là lãnh đạo Phật giáo tăng già khắp sĩ trên thế giới. Và thường là một trong 6 vị đệ tử đầu tiên của Tổ sư Minh Nam Quang. Và hiện bây giờ Ngài là người còn sót lại ở trong hàng đệ tử đầu của Tổ sư Minh Nam Quang, là người khai sáng ra giáo hội tăng già khắp sĩ tại Việt Nam. Và từ thành niên 40, tức là lúc đó chúng tôi chưa có ra đời. Hòa Thượng năm nay là 86 tuổi. 86 tuổi Hòa Thượng đi vàng khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam ra tới hải ngoại. Hòa Thượng định cư tại Hoa Kỳ hơn 30 năm. Hòa Thượng hiện giờ đang lưu trú tại Tổ đình Minh Nam Quang tại thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và hàng năm thì Hòa Thượng đến Úc để vàng khắp. Rồi sau những chuyến thăm đó thì Hòa Thượng đi tới Ấn Độ để thăm với các Phật tích cũng như hướng dẫn với Phật tử tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Châu Âu để mà viếng thăm các Phật tích Ấn Độ. Hòa Thượng cũng giúp đỡ cho các vị tăng ni sinh Việt Nam tu học tại Ấn Độ. Thì hôm nay Hòa Thượng ghé thăm tu viện chúng con thì trong cái gì tổ chức tiệc chay gây quỹ để giúp cho đồng bào tị nạn tại quê nhà. Thì chúng con xin phép Hòa Thượng có đôi lời con xin phát tác về cái buổi tiệc chay này. Kính thưa quý Phật tử, là như quý vị biết thì 8 giờ sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua, một cái tai nạn xảy ra tại cây cầu Cần Thơ, từ Vĩnh Long bắc qua bên kia Cần Thơ, cây cầu đang thi công hoàn thành vào năm tới, tức là 2008, thì khoảng là 3.000 mét, tức là dài nhất Việt Nam. Khởi đầu họ đặt viên đá và xây dựng từ tháng 9 2004, hoàn thành vào năm tới, tức là 2008, do nhà thầu Nhật Bản đảm trách và xây dựng. Nhưng mà không may là cái tai nạn đã xảy ra vào 2 tuần trước, tức là ngày 26 tháng 9, làm cho tính cho tới thời điểm này là 53 người thiệt mạng. Cái người mà chết cuối cùng là anh Nguyễn Văn Hoàng, phát hiện vào ngày 5, tức là cách đây mấy ngày thôi, họ khui ra trong cái đống gạch vụn. Còn lại là 2 người mất tích chưa tìm ra, tức là cho tới bây giờ là 52 người đã tìm thấy lấy xác ra rồi.
còn hơn 100 người bị thương nằm trong bệnh viện, thì những người này bị rất nặng và có nguy cơ là sẽ dẫn tới tử vong. Chúng ta chưa biết được cái số chính thức là tử vong như thế nào, nhưng mà hiện bây giờ nắm chắc là đã có 52 người thiệt mạng rồi. Cái tai nạn này rất là đau đớn đối với người nghiệp của chúng ta tại quê nhà, đặc biệt là những người trực tiếp ở trong cái tai nạn này, phần lớn là những người công nhân rất là nghèo khổ. Họ đi làm cái công việc này mà không có bảo hiểm lao động, giống như ở bên nước Úc này của chúng ta, rất là tội nghiệp. Cho tới cái lúc mà họ chết đó, thì tìm cái danh sách ở trong cái sổ mà đăng bộ làm cái công ty cầu đường này không có tên của họ. Và bởi vì những cái người này họ đi làm thuê cho những cái nhà thầu, có thể là những người làm ăn công nhận thôi, tức là làm bữa nào trả tiền bữa đó. Và khi mà họ chết, truy tìm ra không có danh sách, tức là họ không có ghi nhận bất cứ một cái tên tuổi nào của những người này, rất là tội nghiệp. Đứng trước cái nỗi thương tâm này, cho nên là ban xã hội từ thiện Tu Viện Mộ Đức đã phát tâm làm cái bữa tiệc chay này. Tiệc chay hôm nay tổ chức cấp là gấp rút, không có lấy kém, chỉ là free donation thôi, quý vị ăn cơm và đóng góp tùy lòng thẳng tâm của mình để mà thể hiện cái tấm lòng của mình đối với những người đang bị nạn tại ngôi nhà. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng là Pháp Chủ có đôi lời để mà khuyến tâm các Phật tử về tham dự tiệc chay như vị hôm nay. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng A Di Đà Phật. Tiếp theo lời của Thượng tọa An Văn Đại, Phó Viện Chủ Chủ Viện Quảng Đức ở thành phố Nha Trang, Úc Bốn. Hôm nay tôi cũng có duyên đi vòng qua nước Úc để thăm viếng năm nay, và bắt đầu tháng 11 thì đi qua bên Ấn Độ thăm viếng các thánh tích, và đồng thời cũng giúp duyên cho quý chư tăng ni Việt Nam đang tu học ở đó. Thì đến đây được biết hôm nay có tổ chức một buổi thanh trai gây quỹ để giúp đỡ cho những xã qua tai nạn ở Cần Thơ những năm trên cái cầu sạch, làm cho thương dân rất nhiều người Việt Nam chúng ta trong hoàn cảnh bi thương đó, vì đồng hữu từ tâm quý tổ tọa và ban từ thiện xã hội của Tu Viện Quảng Đức tiến ra tổ chức buổi công trai hôm nay gây quỹ để giúp đỡ cho những người thiếu may mắn, bị thương dân, một số người chết và một số người bị thương nặng nề đang điều trị. Đó là một nguồn an ủi xoa dịu thương chúng ta được tấm lòng ưu ái của quý đồng hương Phật tử xa gần hay tin này về để tham dự trong buổi thăm trai, hầu góp phần công đức để giúp duyên cho những người thương dân tử nạn đó. Mặc dầu quý bà con không đi được, nhưng quý vị đã đóng góp một phần công đức tận này để hỗ trợ những quý chư tôn đức tăng ni về Việt Nam tận tay giúp đỡ người bị may mắn đó, thật là công đức vô lượng. Với tấm lòng nhiệt tình, nhiệt tình tận tâm cố gắng hết lòng của toàn thể quý chư địa vị, chúng tôi sẽ thành tâm cầu nguyện trên mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh với tấm lòng già của toàn thể chư địa vị và tâm hỗ trợ cho buổi thanh trai hôm nay được số tịnh tài để giúp đỡ cho những người thiếu may mắn xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Đó là máu chảy ruột mềm khi thấy những người đồng hương chúng ta, những người đó còn nhiều, những người nghèo khổ đi làm mướn làm thuê để nuôi gia đình, nhưng mà chẳng may họ đã rủi ro bị bệnh hoạn đau ốm, tiền đâu mà uống thuốc, hoặc là chết chóc, phương tiện đâu mà để chôn cất. Vì chỗ đó cho nên đồng hương từ tâm mà quý cho tôn đức tăng ni ở Tu Viện Quảng Đức đây cũng như ban từ thiện xã hội đồng chung tổ chức một buổi thanh trai này, thì tôi thấy giờ này quý bà con cũng cố gắng về đây tham dự đông đảo thế này. Một lần nữa tôi cũng thiết tha mong mỏi tấm lòng già của toàn thể
việc này quan tâm đóng góp rất nhiều. Như vừa rồi danh sách mà đọc vừa qua đó, giàu ít nhiều gì tùy khả năng của mình. Bởi vì một năm khi đói bằng có khi no, của tuy tơ thấp chỉ để so ngàn trùng. Vậy tôi một lần nữa xin thành tâm chứng minh và tán thán công đức của toàn thể chư liệt vị. Nguyện hồi hướng công đức này cầu cho tất cả chúng sinh trong mười phương ba cõi, kẻ âm được siêu khỏi, người sống mặc an, phục vệ giải toàn, đạo quả vô thượng bồ đề, chẳng hoa thành tựu. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát và Ha Tát Đại Đại Chứng Minh. Xin chân thành cảm ơn chư liệt vị. Xin đại lực tràn vào tay công đức Nam mô. Chúng con cũng thỉnh Hòa Thượng trở về đây được để phát ra nhiều phần. Như Phật chương trình ngay buổi hôm nay là không có trình văn nghệ, cho nên là quý Phật tử có khả năng về hát karaoke thì quý vị đăng ký với ban tổ chức cái này. Thay mặt tôi thỉnh Quảng Đức ban sở hữu chúng con xin cảm tạ quý Phật tử ở trong Thái đoàn của Hòa Thượng Giác Nhiên hôm nay đã ủng hộ cho cái bữa cơm chay hôm nay là 200 đồng. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho Thái đoàn của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ủng hộ bữa cơm chay hôm nay. Con ơi chớ bao giờ
Wow.
Tình giác ngộ trong đời.
lớn lên nó mới thâu vậy được. Khoan khoan. Anh Vi, anh Vi, Diệu Anh, à, Diệu An, Quế Tần, Diệu Tần. Con là Giác Vi. Giác Vi. Con bé là gì? Vi Tần cái này là. Bé gì? Dạ dạ không sao. Beautiful lady, you're a man.